Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xe Hay. Và cũng trong buổi lễ ra mắt một loạt những sản phẩm mới của BMW tại Việt Nam ngày hôm nay, thì đây mới chính là chiếc xe mà chúng tôi chờ đợi từ nãy đến giờ để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng gửi tới quý bạn và các vị, đây là chiếc BMW i7, một chiếc full size hoàn toàn bằng đĩa mới nhất của BMW, phiên bản 60 X-Drive xịn sò. Và các bạn biết giá của em nó bao nhiêu không ạ? Nếu mình nhớ không nhầm thì giá của em nó vào khoảng 7 tỷ. Đấy, 7 tỷ các bạn nhé. Thì ở trên chiếc xe này, bây giờ anh em mình cứ lại như tuần tự nói cùng với nhau về những thứ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thì cơ bản mà nói thì so với cả chiếc BMW 7 Series phiên bản hoàn toàn mới kia, thì chiếc i7 này nó gần như là hoàn toàn tương đồng về phần thiết kế, về nền tảng. Nó chỉ khác biệt là chúng ta thay vì sử dụng động cơ xăng thì giờ đây nó sẽ có hai motor điện. Còn ngoài ra thì cái thiết kế này thì nó vẫn đang xuất hiện cả ở trên chiếc 7 Series, vẫn là một cái lỗ mũi rất là to đi kèm với cả cái viền đèn LED ở phía bên ngoài, nẹp chrome rất bóng bẩy, rất thời thượng, rất hiện đại, vẫn phải nói một điều như vậy. Nhưng ấy, ở trên chiếc i7 này ấy, các bạn có thể nhận ra được là so với cả chiếc 7 Series kia thì cái hệ thống đèn ở trên chiếc xe này, đối với quan điểm của cá nhân mình, thì nó không đẹp bằng. Vì ở trên chiếc 7 Series nhá, các bạn sẽ có cái hệ thống đèn này này, đèn định vị này, là nó là pha lê Swarovski. Còn ở trên chiếc i7 thì chúng ta chỉ có hệ thống đèn LED thông thường thôi. Từ bên dưới thì là đèn BMW LED, không phải Matrix gì cả. Đấy, nói chung là về đèn thì mình đánh giá cao chiếc 7 Series hơn, giá nó mềm hơn và đẹp hơn, pha lê đẹp hơn cái đèn này trông nó hơi bình thường. Ở phía bên dưới thì có thêm một cái thanh nẹp màu xanh. Rồi anh em mình lùi sang phía thân đi. Thì đây anh em sang bên này cho vắng đi, sang bên này vắng hơn. Đây. Thì ở trên chiếc BMW i7 này chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là ở cái phần mâm này. Cái bộ mâm nó rất là khác so với cả cái dòng xe 7 Series chạy xăng. Thì cái mâm này ấy, nó làm chấu dày dặn hơn. Và cái thiết kế cái mâm như thế này nó cũng sẽ tối ưu cho cái việc gọi là khí động học, nó không bị tiếng ồn nó vọng vào trong nhiều. Thì đấy là cái mâm của những chiếc xe điện, nó sẽ có những cái nan rất là dày, các bạn có thể nhận ra. Và có một cái điểm nữa là trên chiếc xe này nó sẽ sử dụng một bộ mâm với kích thước mâm là 21 inch. Nhưng mà cái lốp này thì không phải lốp của xe điện, lốp này không phải lốp chuyên xe điện nhé, lốp này là lốp của xe xăng. Đấy. Thực ra mà nói ấy, nếu các bạn để ý kỹ thì lốp xe điện và lốp xe xăng nó cũng có sự khác biệt tương đối là rõ ràng đấy. Lốp xe điện thì chúng ta sẽ có cái thành lốp nó cứng hơn. Vì bản thân ấy, một cái chiếc xe điện như thế này này, nó sẽ có cái trọng lượng sơ sơ vào khoảng cũng phải hơn 2,5 tấn. Nó nặng nó rất nhiều so với xe xăng vì chúng ta có một cái viên pin được đặt chìm ở phía bên dưới. Còn việc sử dụng lốp xe xăng cho xe điện thì tất nhiên nó cũng không phải vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà là lốp chuyên cho xe điện thì nó sẽ tối ưu hơn. Và đứng ở cái khu vực thân này, các bạn có thể nhận ra được là một chiếc xe full size. Và giờ đây chiếc 7 Series, Z7 hoặc là i7 này, chúng ta có một cái chiếc xe nó dài hơn rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. 5m4 chiều dài cơ sở và khoảng 3m2. Tức là ở trên chiếc xe này phiên bản thường chúng ta còn có cái phần chiều dài tương đương với cả phiên bản Long Wheelbase ngày xưa, bản L. Và thậm chí là so chiếc xe này với cả đối thủ của nó là chiếc EQS thì chiếc xe này nó cũng dài hơn, rộng hơn và cao hơn so với cả chiếc xe đối thủ của Merc. Lùi xuống phía đuôi đi thì các bạn cũng có thể thấy được là cái khu vực đuôi này nó gần như tương đồng so với cả chiếc 7 Series bên kia. Không có sự khác biệt nào đáng kể ở đây cả. Và về truyền động thì ở trên chiếc xe này chúng ta sẽ có hai motor điện với tổng công suất sản sinh ra vào khoảng 536 mã lực và 744 Nm moment xoắn. Và em nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,5 giây. Một chiếc xe điện với moment xoắn tại bánh xe lên tới 744 Nm moment xoắn. Mình thì mình chưa có cơ hội để chạy chiếc xe này, cũng hy vọng là trong thời gian tới sẽ có cơ hội được chạy em nó và gửi video với mọi người. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng với một chiếc xe mà có tới 744 Nm moment xoắn tại bánh xe ấy, nó không thể làm chúng ta thất vọng được, chắc chắn là như vậy. Còn bây giờ thì anh em mình vào trong nội thất đi. Đây, mời anh em sang bên kia vào nội thất. Đấy,
Rồi, vào đến nội thất đây. Thì đây anh em mình có thể đứng ở bên này nói luôn cũng được. Thì ở trên chiếc xe này khi các bạn ngồi vào đây ấy, thì sẽ thấy là nó gần như là giống hệt so với cả chiếc 7 series bình thường. Chúng ta vẫn sẽ có cái điểm mà mình rất là ưng ý này. Cái giải tablo viền pha lê đổi màu nha, ví dụ như này mình ấn đó, mình cảnh báo này, ấn nút cảnh báo phát đổi màu luôn đó. Và trong mỗi cái quá trình chúng ta vận hành ấy, chúng ta để chế độ lái thì nó cũng sẽ đổi màu tương thích theo. Thì đấy là một cái điểm mà có thể nói là nó góp phần làm ra cái màu sắc của khoang nội thất này. Bên cạnh đó thì ở trên i7 ấy, chúng ta sẽ có những cái chi tiết ví dụ như thế này, chỉnh ghế ấy, cũng là bằng pha lê này. Đây, con pha lê mình không chắc, mình không chắc chắn lắm, nhưng mà ở trong nó cũng giống pha lê đấy. Còn ở trên chiếc 7 series thì chắc chắn nó là pha lê rồi. Còn trên chiếc xe này thì chắc là cũng pha lê. Chỉ có điều là ở đèn nó không có pha lê, hơi tiếc. Đấy, thì ngồi bên trong này thì các bạn có thể nhận ra được là cái vô lăng ở trên chiếc i7 là nó cũng làm đơn giản hơn. Không có nan mấy đâu, chỉ có hai cái nan này. Trông nó hơi hướng nhiều tương lai hơn. Và các cái nút bấm ấy, nó được giảm được rất là nhiều. Gần như chúng ta chỉ có control này, có mode này, tăng giảm âm lượng, nhạc nhẽo các thứ thôi. Còn cũng không có nhiều nút đâu. Và tất cả các cái chức năng nó được gom hết vào màn hình ở bên này. Đó. Cá nhân mình ấy, thì mình cũng không phải là cái trường phái thích cái kiểu gom chức năng vào màn hình, vì đôi khi mình dùng nó cũng hay bị hơi rối rắm một tí. Đấy, thì bây giờ anh em sang bên này đi, sang bên này đi, mình đóng cửa cái này vào để nói tiếp với mọi người. i7. Rồi, bây giờ mời anh em vào đây, mời anh em vào đây. Chiếc xe này thì nó tương tự như là chiếc 7 series kia mình có nói với mọi người là ở Việt Nam thì cũng hơi bị tiếc là nó bị cắt đi một số những cái trang bị, ví dụ như là cái đóng cửa tự động. Ở bên nước ngoài ấy, nó có cái trang bị đóng cửa tự động, tức là bạn ngồi ở đây, bạn ấn nút thì cửa nó sẽ tự đóng. Nó như kiểu Rolls-Royce xịn lắm. Cực kỳ xịn luôn, nhưng mà về Việt Nam thì có thể do nhiều rào cản về thuế quan nên là nó bị cắt bớt những cái trang bị đấy, thì hơi tiếc một tí. Nếu mà có thì mình nghĩ là nó sẽ phô diễn tất cả cho khách hàng thấy được là BMW bây giờ công nghệ kinh khủng. Đấy, thì ở cái khu vực này chúng ta sẽ có cái cần số. Mình cũng chia sẻ là mình cũng không thích cần số này vì là nó nhỏ quá. Có thể cái gu của mỗi người, không biết các bạn có thích không thì có thể để comment ở phía bên dưới nhá. Đây, cần số và số kiểu gầy này cũng pha lê luôn. Đây, cả cái núm Tospa cũng pha lê luôn này. Đó, rất đẹp, mượn, mịn. Nhưng mà cái chi tiết ốp cái viền bị tế trung tâm này là nhựa hoặc là kính màu đen, nên là nó, nếu mà lái xe kể ra mà đeo găng tay ấy, thì nó sạch, nó đẹp. Chứ những cái đôi tay phàm tục như thế này mà sờ lên đây thì nó trông nó hơi bị bẩn, hơi bị xấu cái khu vực này một tí. Đấy, xem nào, xem tiếp tục còn cái gì. Ở chia sẻ với mọi người thì ở trên chiếc xe này nó là một chiếc xe điện. Nó có một viên pin trang bị ở dưới sàn xe này, 101 kW và kWh, và nó cho phép chiếc xe này chạy tối đa với một cái lần sạc đầy vào khoảng cỡ gần 500 km, chính xác là vào khoảng 480 km. Đấy là theo tiêu chuẩn. Còn chúng ta cứ trừ hao đi đâu đó còn khoảng cỡ 420, 450 tầm đấy với một lần sạc đầy. Tức là khi so với cả những cái mẫu xe điện hạng sang khác full size thì cái range, tức cái quãng đường di chuyển ở trên chiếc i7 này nó chưa phải là nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ hướng nhiều tới cảm giác lái. Mình cho là như vậy vì BMW mà, BMW thì lúc nào cũng cảm giác lái rồi. Và chiếc xe này ở nước ngoài nếu các bạn sạc nhanh thì đâu đó cũng mười mấy phút thôi là nó sạc đầy. Nhưng ở Việt Nam mình tất nhiên là nó còn ảnh hưởng nhiều yếu tố như cái bộ sạc, như dòng điện ở khu vực và nhà chúng ta. Thì nói chung là một sạc một cái chiếc xe như thế này với dòng điện bình thường và với bộ sạc theo xe thì nó cũng loanh quanh mười mấy tiếng gì đấy cho việc sạc tại nhà. Đấy, anh em mình ngồi đằng sau đi, bây giờ ra đằng sau thì lại chia sẻ tiếp với nhau về câu chuyện sạc. Nói tiếp về vấn đề sạc thì theo thông tin mà mình có nhận được ấy, thì có một cái rất hay, đó là các cái hãng xe nhập khẩu ví dụ như Merc, BIM, Audi, họ đang có những cái quá trình xúc tiến với nhau để kết hợp, tức là nôm na sẽ có một cái đơn vị họ cung cấp giải pháp về sạc. Và các cái hãng xe sang, không chỉ là xe sang đâu mà các hãng xe châu Âu ấy, muốn mà dùng cái cổng sạc đó thì chỉ cần cái tiêu chuẩn sạc đầu vào ấy nó giống nhau là có thể tiếp nhận được. Đấy, thì khá là hay. Nó giống như kiểu các bạn dùng điện thoại Android mà chuẩn Type-C ấy, thì có thể cái Type-C nào cũng cắm được cho điện thoại của các bạn, kiểu như thế. Thì nó là một cái hợp lý, vì là bản thân anh em mà mua những cái xe như thế này về mà không có bộ sạc tại nhà hoặc sạc ra đường, đôi khi nó cũng là một cái bất tiện.
Và ngồi đằng sau ở trên chiếc BMW i7 này nó cũng sẽ gần như tương đồng với cả 7 Series. Các bạn cũng sẽ có một cái màn hình rất là to, cũng to ngang một cái điện thoại đấy. Điều chỉnh massage ghế này, làm mát, làm nóng, điều hòa, rèm trước, rèm sau, tất cả ở trên một cái màn hình đó. Đó, rất là công nghệ phải không ạ? Và lại nhắc lại là ở nước ngoài, chiếc xe này nó có cái tỷ trọng màn hình đùng giống chiếc 7 Series 32 hay 33 inch gì đấy, to lắm, như một cái màn hình dạng chiếu phim ở đây này. Nhưng về Việt Nam chúng ta sẽ có một cái cửa sổ trời toàn cảnh như thế này thì cũng được, nó có thể đổi màu được, không ổn, không hề vấn đề. Và mình ưng cái ghế này quá các bạn. Cái ghế ngồi đằng sau, các bạn nhìn lên cái ghế này, cái design nó đẹp ghê gớm luôn ấy. Trông nó như kiểu phi thuyền ấy. Ngồi vào đây ấy, thì các bạn sẽ nhận ra là cái giá trị của một chiếc xe có cái chiều dài cơ sở lên tới 5m7. À nhầm, xin lỗi các bạn, 3m2. Nó kinh khủng đấy, như thế nào các bạn nhìn này. Mình thuộc trường phái là một người to cao, mà ngồi vào đây nó còn rộng lắm, rộng thênh thang luôn. Có cả bệ đỡ chân đây này, bệ đỡ chân cho cái ghế ông chủ đây này. Thậm chí nhá, có cả cái bệ đỡ chân ở dưới, bệ đỡ chân ở đây. Đúng chất là xe chủ tịch luôn. Đó, phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Chắc ở đây là khả năng có màn hình đấy. Đấy, đây là chiếc i7, chiếc xe hoàn toàn bằng điện của BM, có mức giá là khoảng 7 tỷ ở Việt Nam. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc xe này thì có để lại comment ở phía bên dưới quá. Nhưng mà lại phải chia sẻ lại với mọi người là khi mà mình đứng trực tiếp cạnh những mẫu xe của BM ngày hôm nay ấy, 7 Series, 8 Series rồi kia ấy, nó bị hớp hồn thực sự các bạn ạ. Biết là giá nó cao thật nhưng mà nó long lanh quá. Không biết mọi người thấy sao về dàn BM ngày hôm nay thì comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.